Tốt bụng mấy cũng phải tàn nhẫn với bốn kiểu người này. Kính chào quý vị khán thính giả thân thương đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, xung quanh chúng ta thường gặp một số người rơi vào rắc rối và cần sự trợ giúp của những người khác. Như người ta thường nói, cho đi để nhận lại. Khi tử tế với người khác, bạn không chỉ giúp người đó thoát ra khỏi khó khăn mà đang đối xử tốt với chính mình. Tuy nhiên, dù thế nào, cũng đừng lãng phí tấm lòng của mình để giúp đỡ bốn kiểu người sau đây. Bởi cuối cùng, rồi bạn cũng chỉ tự chuốc lấy rắc rối mà thôi. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Người vô cùng ích kỷ, coi việc nhận sự giúp đỡ từ người khác là chuyện đương nhiên. Không phải tất cả sự giúp đỡ bằng tiền có thể được chấp nhận, cũng không phải tất cả mọi cố gắng đều có thể thay đổi một người lạ. Bởi cuộc sống này có những người luôn ích kỷ, dù bạn giúp đỡ bao nhiêu cũng không thể đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của họ. Nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng Tôn Lệ từng tài trợ học phí và sinh hoạt phí cho một sinh viên trong 4 năm đại học. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, sinh viên đó ép Tôn Lệ tiếp tục cho anh ta tiền, bởi suy nghĩ rằng cô rất giàu có, cho tôi thêm một chút tiền thì có đáng gì. Một người không biết cách hài lòng, dù bạn có giúp đỡ nhiều đến đâu, họ cũng không thể cảm nhận được điều đó. Khi nhận sự giúp đỡ, họ sẽ chê ít. Đến khi bạn không thể giúp họ nữa, họ sẽ quay sang trách mắng bạn tại sao không giúp họ. Những người mang một trái tim cực kỳ ích kỷ như vậy không bao giờ cảm thấy hài lòng và sự giúp đỡ của bạn luôn luôn không đủ. 2. Những người có thói quen xấu và không chịu thay đổi. Ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải những sai lầm trong cuộc sống, nhưng nếu bạn mắc một kiểu sai lầm quá nhiều lần thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vấn đề bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là một người không thể thay đổi, đã hứa hẹn rồi lại tái phạm những việc xấu, và bất cứ ai giúp anh ta một lần nữa, anh ta sẽ nghĩ rằng, à, mình vẫn còn có ít đường lui. À, mình vẫn còn có đường lui, cứ lần nữa như thế, đến cuối cùng khi không còn ai có thể giúp được nữa, anh ta sẽ quay sang oán giận mọi người, sao không giúp đỡ, trách móc thế gian không còn người tốt. Một người không thể nhận biết vấn đề của mình ở đâu, thay vào đó luôn tìm kiếm vấn đề ở người khác, đổ lỗi mọi thứ cho người khác, thật sự không nên giúp đỡ. Đừng lãng phí lòng tốt của bạn để giúp đỡ những người có thói quen xấu mà không có ý chí phấn đấu, không chịu thay đổi. 3. Những kẻ vô ơn. Khi trao đi lòng tốt, có thể bạn không cần đối phương đáp trả. Người ta thường nói, ơn bằng giọt nước cũng coi bằng suối tuôn mà đền đáp. Tuy nhiên, khi những người bạn đã giúp đỡ chưa bao giờ tỏ lòng tôn trọng và biết ơn giúp đỡ của bạn, thì chỉ có thể nói lòng tốt của bạn đã gửi sai người. Trong một số trường hợp, lòng tốt có thể mang đến cho bạn một mối quan hệ tốt, nhưng một số lòng tốt sẽ chỉ khiến bạn bị hiểu lầm, thậm chí đưa đến những rắc rối khó lường cho bạn. Vì vậy, đừng trao tấm lòng của bạn cho những người không có trái tim. 4. Những kẻ không chỉ nghèo về vật chất mà còn cả tâm hồn. Trong cuộc sống có không ít người nghèo khó, nhưng đáng ngại hơn là một người không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo cả về tâm hồn. Đối với những người này, ngay cả khi bạn hết lòng giúp đỡ, số phận của họ cũng chẳng thể thay đổi. Hoàn cảnh nghèo khó có thể rơi vào bất cứ ai, nhưng điều khiến họ thực sự thất bại chính là tâm hồn tàn lụi. Rất nhiều người xung quanh chúng ta chỉ biết than thở hàng ngày rằng sự nghèo khó bủa vây cuộc sống, nhưng chính họ lại chẳng làm gì để thay đổi điều đó. Có vài người thì chấp nhận làm những điều sai trái, thậm chí chà đạp lên cuộc sống của người khác để trục lợi rồi lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Dù bạn là nghề gì, miễn đó là những công việc chính đáng, kiếm tiền bằng sức lao động và sự nỗ lực thực sự thì chẳng có gì đáng xấu hổ. Chỉ có những người luôn cảm thấy rằng bản thân nghèo nhưng không bao giờ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thay đổi hoàn cảnh mới là những kẻ nghèo hèn thực sự. Bạn có thể giúp đỡ những người nghèo, giúp họ cải thiện phần nào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng với những kẻ nghèo nàn về tâm hồn, tốt nhất là hãy tránh xa, bởi bạn sẽ không thể thay đổi được hiện trạng của họ. Sau tất cả, để có thể làm một người tốt, bạn nhất định không được nhu nhược. Nếu không, điều đó sẽ chỉ gây rắc rối cho chính bạn,
không giúp đỡ những người nghèo khó gặp trên đường không phải là ích kỷ, không tử tế. Điều quan trọng là bạn phải nhận biết. Lòng tốt của bạn có thực sự giúp đỡ được họ hay không? Nếu chỉ thể hiện sự tốt bụng của mình một cách vô thức mà không suy xét trước sau, rốt cuộc bạn cũng chỉ lãng phí lòng tốt vô ích mà thôi. Quý vị thân mến, người ta vẫn nói rằng thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện chính là một sự lựa chọn. Có tâm thiện là tốt, nhưng nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân, đặt lòng tốt ở đúng chỗ. Có như vậy, bạn mới giúp đỡ được người, cũng chính là giúp bản thân mình. Thực tế là, con người phải học cách độc lập, tự lực đi lên từ trong gian khó để phát triển năng lực của bản thân lâu dài. Phụ thuộc và ỷ lại vào người khác chỉ khiến chúng ta ngày càng mai một năng lực của mình. Do đó, nếu coi đối phương là bạn tốt thực sự, có những loại việc dù thân thiết đến mấy cũng nên từ chối như sau. 1. Không nên giúp đỡ một người quá nhiều lần. Đôi khi cho một nắm gạo, người ta có thể coi bạn là ân nhân, nhưng cho một bao gạo, người ta sẽ coi bạn là kẻ thù. Có những sự giúp đỡ quá thường xuyên sẽ sinh ra phản tác dụng. Khi người ta quen được giúp quá dễ dàng, tự họ sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại, lúc nào cũng trông chờ vào người khác mà không học được cách tự lực cánh sinh. Sau này, dù đối mặt với khó khăn lớn hay nhỏ, duy trì, suy nghĩ đầu tiên họ nảy ra trong đầu chính là đi tìm bạn nhờ và giúp đỡ. Nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng Tôn Lệ từng tài trợ học phí và sinh hoạt phí cho một sinh viên trong 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đó ép Tôn Lệ tiếp tục cho anh ta tiền bởi suy nghĩ rằng cô rất giàu có, cho tôi thêm một chút tiền có đáng là gì. Một người không biết cách hài lòng, cho dù bạn có giúp đỡ nhiều đến đâu, họ cũng không thể cảm nhận được điều đó. Khi nhận sự giúp đỡ, họ sẽ chê ít. Đến khi bạn không thể giúp họ nữa, họ sẽ quay sang trách mắng. Những người mang trái tim ích kỷ như vậy không bao giờ cảm thấy hài lòng. Sự giúp đỡ của bạn luôn luôn không đủ, càng giúp càng rước rắc rối vào người. 2. Không đưa ra quyết định lớn thay cho người khác. Không ai có thể đảm bảo rằng mình luôn chắc chắn 100%, không phán đoán và quyết định sai bao giờ. Có những việc đặt vào hoàn cảnh khác nhau sẽ phát sinh những vấn đề khác nhau. Không ai có thể lường trước toàn bộ, do đó đừng thay mặt bất cứ ai để đưa ra quyết định có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của họ. Ví dụ như chuyện xuất ngoại, kết hôn, chọn nghề, mua nhà hoặc tranh chấp gia đình. Chúng ta chỉ cần đưa ra lời khuyên để tư vấn hết lòng trên cương vị bạn bè, thậm chí chỉ đưa ra lời khuyên khi đối phương thực sự cần và hỏi tới sự sẻ chia của chúng ta. Hãy để bản thân đối phương được đưa ra sự lựa chọn của chính mình, tránh trường hợp họ nuối tiếc và hối hận về quyết định đó trong tương lai. Đừng chịu trách nhiệm cho cuộc đời bất cứ ai, vì chung quy lại đó là cuộc đời của họ, không phải của mình. 3. Không giúp đỡ những việc nằm ngoài khả năng của bản thân. Người xưa có câu, sức hèn chớ vác nặng nhiều, nói không trọng lượng chớ điều khuyên ai. Câu này muốn khuyên mọi người chỉ nên làm những gì mà bản thân có đủ năng lực, cho dù muốn làm việc thiện cũng nên hiểu rõ chừng mực. Nguyên tắc quan trọng để giúp đỡ người khác là làm bằng chính sức của mình và chỉ nhận lời những việc nằm trong khả năng của mình. Ngoài ra, đừng vì bất cứ lý do nào khác mà cố tình nhận việc vào thân, cho dù đó là có vì tình nghĩa hay vì sĩ diện. Cứ nhận lời giúp đỡ những việc ngoài tầm cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự gia tăng gánh nặng kinh tế và tình cảm của bản thân. Chúng ta tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó, cố sức mà không đạt kết quả như mong muốn, cuối cùng rơi vào cảnh làm ơn mắc oán, không nhận được lời cảm ơn. 4. Thấy bạn thất nghiệp, không nên giúp họ về làm việc trong công ty của mình. Các mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống luôn là trở ngại vô hình nếu được đặt vào môi trường làm việc. Công tác chuyên nghiệp xuất phát từ mối quan hệ bạn bè. Chúng ta chú trọng sự chân thành, thật lòng và quan tâm lẫn nhau. Nhưng trong quan hệ lãnh đạo với nhân viên, chỉ có tinh thần chuyên nghiệp và hiệu suất công việc là những nhân tố được đề cao hàng đầu. Vô hình chung, sự khác biệt này sẽ sinh ra mâu thuẫn về lâu về dài. Do đó, đừng biến bạn bè thành đồng nghiệp, càng không nên giúp đỡ họ bằng nền tảng sự nghiệp của chính mình trong tương lai. Hành động này chỉ khiến mối quan hệ đó trở nên dễ sạn nứt hơn.
năm không giúp đỡ những chuyện đời sống riêng tư như gia đình, tình cảm. Những chuyện cá nhân chỉ có người trong cuộc mới nắm được rõ nhất. Chúng ta ở ngoài nhìn vào, chung quy chỉ là người ngoài cuộc, nhìn thấy một phần của tảng băng trôi, không thể thấu tỏ mọi mâu thuẫn ẩn sâu bên trong, mà chính những mâu thuẫn ngầm đó mới là bản chất thật sự của vấn đề cần phải giải quyết. Do vậy, cố can thiệp hay giúp đỡ những chuyện tình cảm, riêng tư, gia đình chỉ là hành động vốn công. Gia đình chỉ là hành động tốn công vô ích. Nhiều trường hợp, hành động mà bạn cho rằng thiện ý lại gây ra hậu quả tai hại, phá hoại cuộc sống của đối thủ. Như vậy, kết quả cuối cùng không khác gì tự mua dây buộc mình, trở thành thù với nhau. Bạn có thể giúp đỡ những người nghèo, giúp họ cải thiện phần nào hoàn cảnh khó khăn, nhưng với những kẻ nghèo nàn về tâm hồn, tốt nhất là hãy tránh xa, bởi bạn sẽ không thể thay đổi được hiện trạng của họ. Sau tất cả, để có thể làm một người tốt, bạn nhất định không được nhu nhược. Nếu không, điều đó sẽ chỉ gây rắc rối cho chính bạn. Không giúp đỡ những người nghèo khó gặp trên đường không phải là ích kỷ, không tử tế. Điều quan trọng là bạn phải nhận biết lòng tốt của bạn có thực sự giúp đỡ được họ hay không. Nếu chỉ thể hiện sự tốt bụng của mình một cách vô thức mà không suy xét trước sau, rốt cuộc bạn cũng chỉ lãng phí lòng tốt vô ích mà thôi.